Chào tất cả các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải chi tiết của bài tập số 26 sách giáo khoa trang 16 toán 6 tập 1. Chúng ta cùng đi tìm hiểu đề bài. Cho các số liệu về quãng đường bộ Hà Nội, Vĩnh Yên 54 km, Vĩnh Yên, Việt Trì 19 km, Việt Trì, Yên Bái 82 km. Tính quãng đường một ô tô đi từ Hà Nội lên Yên Bái qua Vĩnh Yên và Việt Trì. Nghĩa là đề bài yêu cầu chúng ta tính quãng đường mà cái ô tô này đi từ Hà Nội đến Yên Bái có đi qua Vĩnh Yên và Việt Trì. Vậy thì cách làm khá đơn giản. Để tính quãng đường ô tô đi từ Hà Nội đến Yên Bái, vậy thì chúng ta sẽ thực hiện là làm phép tính cộng, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tính tổng quãng đường từ Hà Nội đến Vĩnh Yên, từ Vĩnh Yên đến Việt Trì và từ Việt Trì đến Yên Bái. Tổng cộng của ba quãng đường này lại chính là quãng đường đi từ của ô tô đi từ Hà Nội lên Yên Bái mà có qua Vĩnh Yên và Việt Trì, đúng không ạ? Vậy thì ở đây cô và các bạn sẽ cùng đi vào lời giải chi tiết cho bài toán này. Ô tô đi từ Hà Nội lên Yên Bái. Qua Vĩnh Yên và Việt Trì. Nên quãng đường ô tô đi được là rồi sau đó chúng ta làm phép cộng 54 cộng với 19 và cộng với 82 bằng, chúng ta được kết quả là 155 km. Như vậy là chúng ta đã giải xong bài tập số 26. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video giải bài tập sau.